Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 5 hoạt động chính, trong đó có chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm vào tối ngày 28 tháng 2 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết sẽ có 5 hoạt động chính kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, gồm hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam khởi nguồn và động lực phát triển, phim tài liệu 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, tuần phim và triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam. Trong đó điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm vào tối 28 tháng 2 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Những chương trình giống như thế này là chúng ta hướng đến một cái chủ đề cụ thể, và cái cụ thể đây có nghĩa là cái bản đề cương, ý nghĩa của nó. Phải nói là chương trình này ấy, sẽ có bất ngờ đấy, trong này ít nhất là có 3 bài mới, 2 bài đặt hàng cho riêng chương trình này, cho riêng cái chủ đề này, và một bài cũng là chắc được làm rồi. Đấy là những cái mà nó mới ở trong cái chương trình này. Mở đầu bằng lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Đấy là 3 chương mà chúng tôi muốn gửi gắm những cái thông điệp cụ thể đấy đến với khán giả. Chất lượng bài của cho chương trình ấy, thì phải chọn lọc rất là kỹ, cùng với đấy là những cái giọng hát mà phải thích hợp. Bên cạnh đó chúng tôi cũng phải đặt bài mới. Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động sự kiện thuộc đề án tổ chức các hoạt động đã được Ban Bí thư phê duyệt với mục đích tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử thực tiễn của đề cương, các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, nêu cao truyền thống giáo dục tư tưởng, khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.